là Ngọc Linh, mình đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn dưỡng sinh thẩm mỹ Mura. Và ngồi bên cạnh mình đây là một cô gái rất là xinh đẹp. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng giao lưu với cô ấy nhé. Và xin chào cô ạ, cô có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình cho mọi người cùng biết được không ạ? Xin chào tất cả mọi người, mình là Thùy Dung. Mình năm nay 49 tuổi. Thì cũng có cái cơ duyên rất là may mắn. Mình thì là doanh nhân ở bên ngoài, chuyên làm về bên ngoài. Công việc của mình thường làm việc với trí lão nhiều, cho nên mình bị mắc bệnh đau dạ dày. Thì qua những lần mình đi khám ở bệnh viện 108, đó là khám định kỳ về dạ dày của mình. Mình vừa mắc dạ dày, vừa mắc pH, HP, khuẩn HP. Thì có một cũng rất là may mắn, có một người ta nói: chị ơi, chị đến 20D và cân thử xem, ở bên đó người ta chữa về bên Đông Y thì sẽ tốt hơn Tây Y rất nhiều. Mình nghe câu đấy xong thì mình cảm thấy à đúng rồi, tại sao mình lại không hiểu như vậy. Nhưng mà cái giải pháp lúc đấy mình đang chảy máu dạ dày, thì cái lúc giải pháp đấy là giải pháp cấp bách, bắt buộc mình phải chữa để cho khỏi đau dạ dày, chảy máu đã. Thì khi mình xong rồi liệu trình đó, mình quay lại Đông Y bên các cháu lại 20 Lê Ngọc Hân, thì mình trải nghiệm bên này, mình nghe qua tìm hiểu và mình đã tự trải nghiệm, thì mình thấy cái Đông Y là rất tốt cho sức khỏe. Mình làm chưa được nhiều, mới đang làm liệu trình đầu tiên, mình đã cảm nhận thấy là cái dạ dày của mình không bị đầy hơi chướng khí nữa. Và khi các cháu ấn dạ dày, mình cảm thấy cái hơi nó tọc ra, mình cảm thấy rất là dễ chịu và thoải mái. Đây là cái trải nghiệm của mình đang hiện giờ đang trải qua. Thì mình nghĩ là như thế này, cái Tây Y là giải pháp tạm thời, nhưng cái Đông Y rất là lâu dài mà nó sẽ ngấm từ từ vào cơ thể, nó không thể nhanh như Tây Y được. Nhưng cái đấy nó vừa là an toàn, vừa tuyệt đối tốt cho bản thân mình. Nhưng mình năm nay 49 tuổi đấy, mình bị mắc bệnh như thế này, thì theo mình các bạn, nếu mà có người nào bị mắc bệnh răng dạ dày, một trong những bệnh mà khi đến tuổi là rất dễ bị mắc, thì chúng mình lên trải nghiệm thử xem cái này nó là cái sức khỏe là vốn quý của con người, nó là cái chân quý số 1 hơn cả vàng ngọc. Thì mình nghĩ mọi người lên thử trải nghiệm như mình xem sao. Dạ vâng ạ, rất là biết là cô Dung thì rất là quan tâm đến sức khỏe, thường xuyên đi khám sức khỏe định kỳ này, rồi là hỗ trợ thực phẩm chức năng này. Nhưng mà thực sự khi mà chăm sóc bằng phương pháp Đông Y thì cô Dung đã thực sự là bị chinh phục. Và cũng hy vọng rằng từ đây những người mà có vấn đề quan tâm về dạ dày giống như cô Dung, mình cũng sẽ tìm được một địa chỉ tin cậy để mình chăm sóc. Và xin chúc cô là ngày càng xinh đẹp, ngày càng nhiều sức khỏe, trong chặng đường sắp tới thì sẽ gắn bó với Mùa Ramo nhiều hơn. Và xin gặp lại cô Dung ở những số tiếp theo ạ. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người nhé.